Golden ở đây mọi người ạ. Em Golden anh đi đẹp lắm luôn. Đấy. Anh nhìn thấy em đẹp không? Đấy. Đứng ở đây ngồi cùng bạn nè. Nào ngồi đây. Đấy. Ngồi đó. Đấy, hai em cũng mình, đây này em Golden của mình. Rất là to, rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn thấy không? Mũ mĩm chưa? Ý. Siêu mũ mĩm luôn nhá. Đấy. Mặt này mặt rất là tròn, móng rất là ngắn, nhìn rất là đẹp luôn. Móng hộp nhìn rất là đẹp ấy, chân tay rất là to này. Ý. Đấy, em này màu vàng mọi người ạ. Đấy, vàng kim. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Rất là to, rất là mỡ. Đấy. Trong cũng Golden cực kỳ thân thiện. Đấy. Đây. Khi trưởng thành nó được khoảng 40kg nha mọi người nha. Có những em nặng nó còn lên đến 45kg cơ. Rất là béo luôn. Rất là to à. Con này là dòng bún nó cực kỳ thông minh, thân thiện và thông minh nhá. Con Golden này rất là thông minh và nó sống rất là tình cảm. Con này sống rất tình cảm này. Nuôi nó rất là thích trẻ em mọi người ạ. Con Golden nó rất thích trẻ con lắm. Ví dụ nhà người có trẻ em là nuôi con này nó rất là thích nhỉ. Đấy, nó rất là thích chăm trẻ luôn. Ở nước ngoài người ta hay nuôi con này để trông trẻ con rồi ạ. Cực kỳ thông minh và muốn. Đấy. 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 Đẹp không? Rất là to và mẫn luôn. Trong bụng của siêu men rất là đẹp luôn. Đấy này, con đừng tập trung là tay nó cụp mọi người nhá. Nó cụp này, lông nó dài này. Đấy, chân tay rất là to.
Nhưng mà em này nó hơi nhát một chút, nó mới mang về đây nhưng nó hơi nhát, nó không nhìn, nó chạy thôi nhưng mà đỡ.